Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Alo, mấy ông cầy danh hay như thế nào đấy? Nhảy Pochinki không? Không, tôi sẵn đã. Nhảy chỗ nào cũng được. Nhưng mà có cầy danh không đấy? Cầy người không ơi? Không ạ. Ok. Tôi phải hỏi để nhỡ mà kiểu bắn cây danh thì bắn cẩn thận. Kiểu sao mít mấy ông xa, nhiều người được. Nghe kiểu xa thế nhỉ? Chắc là... Xíu quá, ấu xuống mấy thế? Chắc là lỗi đấy. Ông xuống mấy đây? Ông đang nói là ông xuống mấy đấy? Ông số 4. Thế ông hầu hiếu chứ ạ? Cái gì? tôi có người yêu số 1 anh ơi. Tôi có vợ rồi. Tôi có vợ. Còn sao có vợ? Đồng dã man ạ. Chúng nó chạy cả vào nhà tôi luôn. Có một thằng ở nhà một tầng này. Watch out. Rồi, nốc luôn. Quá cố. Chỗ mấy ông thế nào rồi? Có cần cover không? Ok. Có cover không? Ô, tôi nốc 3 thằng sao? 2 thằng đâu ta? Trong nhà tôi có tiếng này. Nó đang chạy này. Mark the location. Rồi, nốc rồi. Nó bắn tôi tí chết. Nó ở trong nhà không ơi? Tự nhiên chạy ra ngoài điên à? Điên à? Ngon quá ông ơi, tự nhiên thịt thằng con nó cầm khẩu SK. Tôm thật sự. Gần tôi có người. Ok. Ôi. Ok. Bình đi ông ơi. Đây trên nhà 2 tầng này, ngay trước mặt tôi đây. Nó đang ở trên tầng 2 đấy. Rồi. Mark the location. Đây. Watch out. Rồi nó một. Đông tiếp. Pi. Ô kiếm ông số 3 kìa. Sao số 3 lại bị nốc thế? Đó, thằng bên watch out. Đây để tôi cứu. Gần ông có ai không đây? Không có. Ủa thế là ông bị cái thằng ở viên tường nó bắn à? Ừ đúng rồi. Vãi đồi. Không để ý là tôi cứ tưởng ông là cái con boss tôi nốc. Ui số 1 bên kia xa nhỉ? Số bị mấy vừa 3 thằng. Số 1 sống kêu, tự lập quen rồi đúng không ạ? Không phải tôi. Cần cover không? Để team chạy sang. Còn địch ở đấy không? Bọn tôi qua. Qua luôn. Bên kia đó. Khu mình là mình vẫn gạt đấy nhá, chứ mình chưa clear đâu. Toàn bộ là gạt á. Bọn nó lấy bọ hết rồi mà. Quên mất con bọ. Ui. Xong rồi. Số 1 nó thịt luôn rồi.
xem cái đường bay này. Đường bay này qua qua quân sự có khi lại kiếm thêm được được ít mạng nữa đấy không ạ? Tôi nghĩ ở đây vẫn còn đấy, mình bắn đây tí sang được. Ok ok. Ôi vãi đái ạ, tôi knock 3 thằng rồi mà. Thế cuối cùng cũng được mấy mạng? Mỗi thằng được một mạng chứ mấy. Cứu nhanh vậy. Bắn được một thằng không biết luôn. Tôi tìm không có luôn. Thế thì chắc là nhà cũng có người mà luôn. À mà cái đoạn nhà nhà gì nhà cứu á? Đợi tôi. Ôi, trên nhà tôi có người. Hai bên. Rồi, nốc rồi ông ơi. Ok. Thằng Trung Quốc này. Tí nữa là tôi mà không nghe. Tôi mà không nghe được tiếng tiếng chân sớm là chết với nó rồi. Có xe luôn ông ơi, đi luôn đi. Công cái nhà bên nhà cứu ấy. Nhà cứu đúng không? Tôi sẵn sàng xe này này, số 3 với số 2 ơi. Số 1 đi ông, tôi qua tôi đón ông luôn. Lên chơi nào nữa sợ. Ok. Ôi, đây. Số 1 đi luôn không? Qua đón ông nhá. Bên đó luôn. Đây, qua đón luôn. Lấy xe ông ơi. Bên đi, lấy đi. Ok. Thế ông đứng, ông mài máu bọn nó đi. Bọn tôi công thẳng luôn. Nhà nào ông ơi? Ui hay. Có một thằng thôi à? À có hai. Ui tôi nét. Ok, ông cứ nét đi, ông cứ nét. Có thằng chạy này. Ủa bot hay người vậy? Ok. Tôi làm một vòng nhá. Ok. Ê, ba kho có không vậy? Ok. Ê, trong ba kho. Đó, nghe thấy chưa? Đây, nghe được rồi. Hai thằng. Nó chạy ra ngoài. Thằng này chạy nhanh thế nhở, lắp motor đi thì sao ấy. Ui, không knock ạ. 3 viên rồi nhá. Tỉnh HC rồi. Ui ôi. Thiệt là địa võng vãi trưởng ạ. À. Thế thì làm sao mà nó chạy được? Cái giống này quen lắm. Không phải ông ơi, ông ra ông check đi. Tôi không phải mà. Không, chắc là chưa để cho nó đúng không? Thế luôn. Kéo đúng quay lớp đấy lên đầu tiên lớp 6. Ông ơi, người ta idol người ta bắn ghê lắm ông, đâu có lom dom 1 2 kill giống tôi. Tôi quay video lại. Tôi khổ sạch. Ok kìa. Sao bây giờ bảo phút. Sao bây giờ bắn ghe đổ rồi mấy nhá. Vợ bóng là người miền Trung đúng không? Tối cũng đoạn đấy. Vợ tối đúng là người miền Trung. Nhưng mà tối không phải là Tuấn Hà Xế. Ok. Đi quay video nào. Không quay. Vai trưởng. Ra đổ những xe này. Ảo thật đấy. Trên nóc nhà mất tiêu rồi. Ông đứng vào cái vách nhà tôi đâm ông lên. Đứng vào vách nhà, đứng vào vách nhà. Cái vách mà, cái đấy là cái cột. Cái vết đi. Lên đây. Lên được không? Đó. Ở đấy nhá, tôi chạy đi. Một vịt lộn. Một bình nước. Không phải vịt lộn. Ui, ông này có ốp rồi này. Ô. Có địch. Ui. Ui dồi ôi, hát xì hơi.
có ai chửi mình hay sao ấy mà hắt xì hơi ta. Ê, chặn xăng có này, xuống xuống đơm luôn ông ơi, xuống đơm luôn ông ơi. Tôi không quen bắn xa, tôi bắn xa ngu lắm. Số 4, được cấp 8. Số 2. Số 4 đưa cấp 8, đấy, cấp 8. Đi, chờ đi. Nào, xuống đơm này. Đi, nhầm. Ok kìa. Ảo thật đấy. Lên đi. Ê, dưới đường. Thấy không? Tôi nhìn thấy nó rồi mà tôi không gạt được. Tôi tức cứ tưởng là xe đồng đội cơ. Vai rồi. Tí là chết rồi. Ui, M24. Bắn đây. Ơi. Tôi cũng từ tính bắn hay. M24 bắn đây. Tôi chơi vòng được, đây đó. Được. Tôi lao vào tự sát đây. Ôi kìa. Tôi bị sao bắn rồi. Mark the location. Nhá. Rồi, nốc 1. Nốc cái thằng vừa nốc ông luôn đấy. Đây để tôi vào tôi gạt nó luôn. Bố láo. Nó đâu có phải thằng đấy đâu. Sau tôi này, sau này có bước tìm này. Cháu gì? Đây, chờ tôi. Sau này á. Mark the location. Đây, số 1 đi cùng tôi không? Số 1, tôi like ông luôn này. Lên đơm luôn này. Ok. Chỗ nào ông nhờ? Ông chỉ tôi cái. Được, để tôi. Ôi, có bom này. Nó lại đến đây, để đến đây không? Không thấy ông ơi. Ở đây. Hay quá. Hai thằng nhá. Không có ông ơi. Watch out. Bởi vì cái khu này nó còn chưa phá. Không có. Cái gì? Ông bảo gì? Cái câu ông bảo từ cái lúc mà hỏi có ai cày rên không? À. Nên ông đấy từ ông số 1 bảo từ cái lúc đấy là ông ấy biết ông là Tuấn An C. Không. Mình rất là bất ngờ. Bất ngờ. Thôi đi kiếm người đấy. Ừ, hay thế rồi. Điều ngất. Hay ra lại thử đầu cầu đi, check thử xem nào. Chúng đi cầu bên này cơ. Ôi! Nó bỏ về sau này. Ông nhà con thì chắc là một. Ông check đi. Ma. Đang quay xe tự nhiên thấy nguyên một con khỉ đột chạy lên sợ vãi. Là mình hét ầm lên. Ủa thằng này nó nấp từ nãy à, nó đi xe tới à hay như thế nào đấy? Nó nấp nãy giờ. Nấp không nấp thì nấp đến cuối trận đi, còn tự nhiên phi ra khỏi nhà làm chi không biết. Ông có lẽ do bị giật mình nên là nhìn nhầm đấy. Có hai con xe luôn này, thì đi hai xe đi. Xin lỗi. Watch out. Có tiếng xe đúng không? Đây. Ôi giời ơi, chết luôn. Ôi chết luôn á. Quá buồn. Quá nhỏ cho đội sóc lọ. Hết người rồi. Còn có 7 thằng nữa. Đi đâu hết trời. Tôi nghĩ là vậy.
từng người cách trong bảy. Đây này, ra đoạn núi này có khi đông này. Ôi thôi hết xăng. Toàn. Đây tôi đó. Hôm sau để tôi với ông số 2 lên đây nghía xem nó có địch xung quanh không. Tôi cái góc này hết rồi. Cầu bên kia cơ, phía cầu bên kia. Có xe vào đây sao? Đấy ông like đi, ông like đi. Ui, có Lambo luôn. Má tiếng Lambo nghe ổn thế. Trong quân sự chắc là chắc nó nấp hết này. Không giấu chân người. Vào quân sự. À, quân sự ngoài bo rồi. Ê, watch out. Có thằng chạy ở trên đây. Chạy xuống bên trái. Kia kìa. Bạn nó chắc ở quanh đây đâu ông ơi. Check đi, check cái đầu này. Ui dồi ôi, má ơi. Ô ô ô. Lìa. Căng vậy. Lìa đấy nhá. Ông số 1 đi đâu là địch chết ở đấy ạ, kinh vãi. Bắn tuyệt đấy. Số 1 bắn bịt quá. À thằng thôi. Số 1 bắn khét quá. Bắn cực trội rồi. Thôi bắn đấy. Ông bắn thế thì ai chơi với ông nữa. Tôi bảo là ông bắn thế thì ai chơi với ông nữa. Ông bắn hết mạng rồi. Ê, sao nó không nóc tác. Thôi đừng nốc nữa để tôi nốc cho. Đúng rồi, để ôi bọn tôi nốc thôi. Nó bảo ông ăn như thế là đủ rồi, để cho bọn tôi ăn với. Thế thì ông ăn nốt à? Ảo thế nhở? Thì bây giờ mày ông ăn đi cho tôi bật nữa. Ông có thể ping. Hôm nay là có. Hôm nay à. Có chuyến tìm thêm một tối. Đúng không? Nè hả? Tôi bật vũ lắm. Ừ. Thế là ông trận này có xe. Trận này ông bị. Ố. Rồi thấy nhá, thấy. Mark the location. Bạn sai rồi. Bắn đi. Bắn đi tôi luôn. Xong tôi bắn rồi chết. Ố. Lấy xe đi nữa chứ. Ảo thế nhở. Nó lao vào trộm số 3 kìa. Bắn vậy em chết. Nó nằm cạnh con buggy đấy. Lên đi ông ơi. Bắn đi tôi coi cho. Ôi giời ơi. Ok. End game. Game quá dễ rồi. 1v4 mà không thắng được nữa thì cứ cưa đầu tôi đi. Lên xe đi tìm cho nó nhanh. Ông đi không? Đây, dẫn ông đi theo luôn. Rồi tôi bắn bóng rồi sao? Có người ông cứ thế bắn. Rồi đừng gạt. Ui vai nồi. Ngay cái xác tôi luôn đấy. Nằm đấy. Ok bắn đấy. Đây rồi. Ôi mày chết rồi. Thằng này có bộ đồ cỏ hay sao? Không thể chống nổi luôn. Này thì chống lại. Đúng bộ đồ cỏ luôn. Ui ôi 15 kill.
Victory belongs to us. Đây, ông kia là hơn được kêu của tôi. Vẫn kêu tôi. Đây. Hai ông ăn hết kêu. Từ tính ra là tôi 10 kêu. Tôi 10 kêu từ ở trong Bojinki đi ra đó. Và đến cuối tôi không ăn được mạng nào nữa. Đấy, thế thôi, thấy tôi có nói đúng không? Tấn ơi. Lướt đi tới cái tấn, để tôi nhường vào cái tấn. Ôi, cái gì thế này? 4 kill á, trời đất ơi. Đấy, mày còn nhường vào cuối chứ.